nhau cả bạn và chúng ta lại được gặp lại nhau trong bộ môn nguyên lý kế toán. Đầu tiên cho phép xin tự giới thiệu, mình là Đinh Tiến Lâm, đến từ Hà Nội, hiện tại đang sinh viên khóa 3 của Đại học Edic. Thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau làm tiếp một bài tập liên quan đến phần định khoản, những cái nghiệp vụ kinh doanh của công ty, và thêm một phần nữa đó là lập một bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có một cái bảng ở đây là các tài khoản kế toán của một công ty và được tính thuế giá trị gia tăng sẽ có khấu trừ như sau. Chúng ta có tiền mặt này, chúng ta có tiền gửi ngân hàng, chúng ta có một khoản phải thu khách hàng ở đây. Chúng ta có thành phẩm, công cụ, dụng cụ, nguyên vật liệu. Thì trước hết để đúng cho đúng cái sơ đồ mình hay làm thì mình sẽ tổng hợp ra một bảng cân đối kế toán trước. Và ở đây mình đã phân bổ xong phần tiền mặt tất cả các tài khoản này, nhưng mà đến cuối cùng tổng hợp lại thì lại đẻ ra là chúng ta đang bị chênh lệch, chúng ta bị chênh lệch nhau. Tức là tài sản trừ nguồn vốn này là sẽ chênh lệch 140.000. Vậy thì mỗi bên chúng ta sẽ phải căn chỉnh thêm 70.000 đồng nữa. Thì đối với mình thì những cái việc mà chia tài khoản vào tài sản và nguồn vốn thì mình không thấy sai sót ở đâu cả. Có thể là do phần đề bài hoặc là phần nào đấy. Ví dụ mình có thể để đây là 100.000 chẳng hạn. Thì ở đây khả năng sẽ bằng nhau bởi vì mình đã sửa cả hai bên là cộng vào mỗi bên 70.000. Ta đã cộng vào bên này 70.000, chúng ta cũng có thể sửa hoặc là trừ đi cho nhau để làm thế nào ra cái bảng này nó cân đối nhất. Nhưng mà theo mình làm là đề bài này là chúng ta đang bị chênh lệch nhau giữa tài sản và nguồn vốn của công ty. Tiếp theo đấy là sẽ đến phần định khoản các nghiệp vụ. Thì tổng cộng bài hôm nay chúng ta sẽ có 14 hoạt động kinh doanh. Đầu tiên chúng ta xuất kho thành phẩm, chuyển cho khách hàng và khách hàng đã thanh toán 1/2 giá trị tiền mặt với giá vốn là 230.000, giá bán bao gồm thuế tăng 10% là 330.000. Thì chúng ta sẽ phát sinh có thành phẩm cũng đã sẽ giảm cái lượng thành phẩm chúng ta đi một khoản là 230.000. Chúng ta sẽ được tăng tiền mặt bởi khách hàng đã thanh toán cho chúng ta là 165.000. Và cũng phát sinh thêm một khoản phải thu nữa bởi vì khách hàng chưa trả hết, hoặc chúng khách hàng trả nợ chúng ta mới trả nợ chúng ta một nửa, nên là hai khoản này sẽ bằng nhau giữa phần tiền mặt và phần phải thu khách hàng này. Tuy nhiên là sẽ có phần thuế giá trị tăng đầu ra chúng ta sẽ phải nộp là 30.000, và phần giá vốn hàng bán này chúng ta sẽ, đây là một loại chi phí sẽ tăng chi phí lên là 230.000, và mà có doanh thu là 300.000. Thì những cái hoạt động kinh doanh này đều tương tự như các bài tập trước, duy chỉ có một vài nghiệp vụ là có sự khác biệt. Ví dụ như là chúng ta có để ý ở đây có một cái tài khoản tên là sản phẩm dở dang. Chúng ta có tài khoản sản phẩm dở dang để biết được cái tiến trình làm việc của công ty ở đâu và tại sao lại được từng này tiền. Ví dụ như là công ty của chúng ta là công ty sản xuất chẳng hạn, thì chúng ta nhập nguyên vật liệu về, tạo ra hàng hóa, tạo ra thành phẩm. Thì nếu như cái lượng hàng hóa chúng ta trong kỳ chúng ta chưa sản xuất xong thì sẽ chuyển thành sản phẩm dở dang. Tiếp theo chúng ta có một nhiệm vụ ở đây là chúng ta được chia cổ tức từ công ty con của chính chúng ta bằng tiền gửi ngân hàng, giá trị là 20.000 đồng. Thì đây cũng là một nhiệm vụ khá là mới. Thì khi mà chúng ta đầu tư vào công ty con, chúng ta sẽ là một cổ đông, và nắm giữ cổ đông thì nếu như công ty con xác định chi cổ tức cho chúng ta thì nó sẽ được một khoản, và đây sẽ được hoạch định vào trong doanh thu hoạt động tài chính năm một năm là 20.000. Phần tiền lương này chúng ta đã hoạch định rất là nhiều nên là rất là tương tự như là những bài tập trước. Tiếp theo là phần trích khấu hoàn tài sản cố định hữu hình để chia cho bán hàng cũng như là quản lý doanh nghiệp. Tiếp theo đấy là
chúng ta có một khoản hoàn ứng ở đây của nhân viên chúng ta như sau, là nhân viên hoàn khoản tạm ứng từ năm trước. Chi tiết là chúng ta ví dụ như là từ bảng phân đồ kế toán là chúng ta đã biết là một khoản có một khoản tạm ứng ở đây là 30.000 từ kỳ trước, có nghĩa là đầu ngay từ đầu năm chúng ta đã đưa cho nhân viên 30.000 và giao cho nhân viên của mình đi mua hàng hay là đi mua hoạt động gì đấy, và đến bây giờ họ đã mang về là 20.000 tiền công cụ dụng cụ, và còn số tiền còn lại thì sẽ được chia vào thuế giá trị gia tăng và tiền mặt. Phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn thì đây cũng là hoạt động khá là mới. Chúng ta đã trả trước một cái chi phí dài hạn rồi thì chúng ta sẽ để vào phần chi phí quản lý. Chúng ta mua mới tài sản cố định hữu hình rất là cơ bản, chúng ta nhập kho hàng hóa cũng chúng ta đã làm cái hoạt động này rất là nhiều lần. Bán hàng hóa có giá vốn là 90.000, giá bán chưa bao gồm thuế. Một hoạt động phổ biến nữa là chúng ta đã được, có nghĩa là trong lô hàng hóa chúng ta chuyển cho khách hàng thì có một mặt hàng bị lỗi và bị trả lại, thì chúng ta sẽ thêm một khoản hàng hóa nữa là 10.000. Nói đúng hơn thì đấy, chúng ta sẽ nhận về một cái hàng lỗi nhưng mà chúng ta cũng hoạch định là hàng hóa. Chúng ta sẽ giảm cái chi phí đi, và mọi người để ý thì hai cái hoạt động này ngược nhau, một cái là chúng ta bán hàng đi, một cái là cũng không khác gì mấy là chúng ta nhập hàng về. Tiếp theo đấy là tính thuế giá trị thuế thu nhập doanh nghiệp phần đầu trong kỳ với thuế suất là 20%. Thì ở đây chúng em đã tính ra cái tổng doanh thu và tổng chi phí, là lấy hai cái này trừ đi và nhân với thuế suất là 20%, chúng ta sẽ ra 70.000 là chúng ta phải nộp tiền thuế này. Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt 20% lợi nhuận sau thuế thì chúng ta sẽ lấy 900 trừ đi số này, 900 trừ đi phần chi phí ở đây và trừ tiếp cho phần thuế thì chúng ta sẽ phải tính như sau, là 900 trừ đi số này, trừ tiếp đi số 70.000 này, xong rồi mở ngoặc và nhân với 0,2. Chúng ta có 56.000, chúng ta sẽ chia cổ tức là 56.000 và khấu trừ thuế gia tăng trong năm 2021 thì tổng cộng là chúng ta có được 110.500 đồng tiền thuế gia tăng đầu vào khấu trừ. Và trong năm mà chúng ta đã hoạt động mua hàng bán hàng thì chúng ta sẽ phải nộp 90.000, vậy thì chúng ta còn thừa được đến tận 20.000 để tiếp tục trừ vào cái khoản đằng sau nữa. Tiếp theo đấy là bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, thì doanh thu chúng ta có là 90.000, có một khoản giảm từ doanh thu là chúng ta đã được trả lại hàng là 60.000, tính ra doanh thu thuần thì chúng ta lấy trừ đi và ra 840.000, giá vốn hàng bán cộng xong sẽ là 320.000, lợi nhuận gộp thì sẽ lấy doanh thu thuần trừ đi giá vốn hàng bán thì sẽ ra 520.000. Doanh thu hoạt động tài chính không có, doanh thu từ hoạt động tài chính chúng ta hình như là được chia một cổ tức nào đấy, chúng ta được chia cổ tức đây 20.000, là 20.000 thì tính ra lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 260, thu nhập khác không có, chi phí khác không có, lợi nhuận khác thì cũng không có, kéo toán trước thuế thì sẽ cũng bằng 260.000 này, và tính ra khoản thuế thu nhập doanh nghiệp là 52.000. Chia cổ tức đi thì sẽ ra số tiền chúng ta lợi nhuận được giữ lại là 166.400. Vì đây sẽ là phần bài tập nhỏ phần về phần định khoản và báo cáo kết quả kinh doanh. Thì nếu mọi người có thắc mắc thì mọi người hãy để phần comment để trả lời mọi người trong thời gian sớm nhất. Và một lần nữa cảm ơn mọi người đã theo dõi lắng nghe đến tận phút cuối.